Cá ép là loài cá không có liêm sĩ. Ai không có liêm sĩ? Tôi đây là bị dòng đời đưa đẩy. Để thích nghi, tổ tiên của chúng đã tiến hóa ra đầu mút vô liêm sĩ. Vốn sinh ra để làm cá, nhưng cá ép lại lười biếng không muốn bơi. Lúc này có một con cá kiếm đi qua, chúng liền bám chặt không buông. Gió nổi rồi, mau nhảy lên đi. Loài này còn hành nghề ăn cướp, không muốn tự mình kiếm ăn. Lúc này nó nhìn thấy một con cá mập, liền bám chặt không buông. Đại ca ăn cái gì, em liền trực cái đó. Mình đúng là vua ăn bám mà. Cá ép yếu đuối mỏng manh, nhưng lại thích cưỡi đầu cưỡi cỗ loài khác. Thế là nó liền bám vào một con cá voi, cưỡi lên đầu đại ca cá voi, xem ai dám làm gì được ta. Loài cá này thấy cái gì cũng bám vào, thịt nhiều nhưng mùi vị rất tệ, nhiều người sành ăn cũng không thể nuốt trôi. Tuy nhiên cần thủ đã nghĩ ra một sáng kiến, đó là lấy nó làm cần câu chạy bằng cá. Rùa ca, chỉ có anh mới có thể cứu được em thôi. Tránh ra đi, cái đồ không biết xấu hổ.